Suốt những ngày gần đây, hệ lướt Facebook chắc chắn mọi người đều thích nhiều hình ảnh gã đàn ông mặt chó mỉm cười cùng với cái tên là Jonathan Galindo. Có thể nói, Jonathan Galindo thật sự đã xâm chiếm tại Việt Nam. Tuy nhiên, mọi trò vui đều cần có điểm dừng. Nhưng vui thôi chứ đừng vui quá, kẻ vừa nhàm vừa gây phiền toái cho người khác. Trong trường hợp này, cư dân mạng Việt Nam khiến một tài khoản Facebook có tên là Jonathan Galindo vô cùng bực bội. Đầu tiên, những tin nhắn hoặc cảnh chế được người Việt gửi tới vẫn khiến Jonathan vui vẻ. Anh ta còn đăng tải lên Facebook và cảm ơn vì đã chỉnh sửa ảnh của mình. Trông chúng thật dễ thương. Tuy nhiên, trò đùa vẫn không dừng lại. Cư dân mạng tiếp tục vào trang cá nhân của Jonathan Galindo bình luận tục tiểu, gửi lên phim 18+, gửi ảnh Trần Đức Bo. Người này chia sẻ, đăng tải bất cứ điều gì đều xuất hiện hầu hết bình luận của cư dân mạng Việt Nam. Tài khoản Facebook này đã bức xúc ra tổ hậu thư. Tôi chưa bao giờ động chạm tới bạn, nhưng bạn đang khiêu khích tôi. Về sự hòa hợp giữa hai nước, tôi khuyên bạn nên dừng việc này sớm nhất có thể. Chúng tôi hiện đang nắm giữ hàng ngàn thông tin bí mật của bạn. Chúng tôi không đùa bạn đâu. Jonathan Galindo cũng không ngại khoe một hình ảnh có hàng ngàn người gửi lời mời kết bạn. Không rõ trong số 1.102 người kia có bao nhiêu người Việt, nhưng trong ảnh mà anh chàng bí ẩn đăng tải thì 100% là tên Việt. Về việc tài khoản bí ẩn Jonathan đi đe dọa, ép người trẻ tự làm đau mình vẫn chưa sáng tỏ. Còn hình ảnh mặt chú hề mỉm cười, nghệ sĩ người Mỹ Dusky Sam đã lên tiếng trên trang cá nhân và khẳng định đây là một sản phẩm của mình. Nếu bạn có nhận được một tin nhắn lạ từ ai đó yêu cầu tham gia trò chơi, hãy từ chối. Đừng để họ đi vào cuộc sống của bạn, Dusky Sam viết. Mặc dù rất nhiều cư dân mạng đi tìm tên Facebook Jonathan Galindo để bình luận và nhắn tin, nhưng thực tế có rất nhiều tài khoản ăn theo, có cùng tên và cùng avatar mặt chú hề mỉm cười, cũng không thể biết những kẻ lạ mặt đứng sau cái tên Jonathan Galindo có ý đồ xấu gì hay không. Bởi vậy, lời khuyên đưa ra là nếu gặp tài khoản bí ẩn như thế, thì chúng ta nên rời bỏ nó để phòng trừ hậu quả về sau, tránh để nó trở thành Momo thứ hai.